đắm say dòng tha mãi là căn nguyên sinh tử luân hồi. Muốn lên bờ tịch xứ ba chánh đạo đi từng bước thành thơ, lạy đấng minh hạnh túc. Chương trình thảo luận Phật pháp xin kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý vị, trong phần thảo luận hôm nay, bài kinh mà chúng ta sẽ đem ra để tìm hiểu có tựa đề là Kinh Bảo Tàng. Đây là bài kinh số 8 nằm trong kinh tiểu tụng của tiểu bộ kinh. Vâng, vì xin phép được tóm tắt nội dung bài kinh như thế này. Đây là những câu kệ mà Đức Phật đã dạy cho chúng sanh, cho tất cả chúng ta. Ngài dạy về những cái sự vô ích của chúng ta, đó là đi cất giấu của cải, bởi vì không có cách gì mà cất giấu của cải mà chúng ta có thể an tâm được. Và Ngài chỉ ra những cái mà làm cho của cải sẽ phải bị phân tán. Rồi sau đó Đức Phật còn dạy cho chúng ta cách làm sao mà khéo tạo phước đức, mà nhờ có phước đức chúng ta lại giữ được của cải, rồi có được rất là nhiều thứ khác như là thân mạng dài lâu, phước tướng xinh đẹp, sau này phước báu đó còn được theo chúng ta, chúng ta sanh được những cái cõi thiện lành, và cũng có thể phước báu giúp cho chúng ta được giải thoát, chứng được những thánh quả giải thoát. Đó là toàn bộ nội dung của bài Kinh Bảo Tàng hôm nay. Thì trước khi đi vào phần thảo luận, Văn Viên xin phép được mời quý vị học viên ở đây có lời chào đến quý khán thính giả. Dạ, Lệ Đạo xin kính chào quý khán thính giả và các bạn học viên. Thầy Phương Duyên xin kính chào quý khán thính giả và quý học viên. Ông Minh Từ xin kính chào quý khán thính giả, quý học viên và quý vị đang có mặt. Dạ, xin kính chào quý vị có mặt hôm nay. Câu hỏi đầu tiên nhờ cô Huệ Phương Duyên giải thích dùm 5 câu kệ đầu tiên trong Kinh Bảo Tàng. Ở bài kệ thứ nhất thì Đức Phật mô tả hành động của một người đang nghĩ ra cái cách thức để mà bảo toàn cái kho báu. Thì người đó nghĩ rằng là nếu mà mình đem cất cái kho báu của mình ở dưới đáy giếng sâu thì khi nó sẽ đem lại cái lợi ích về sau này. Tuy nhiên đến cái bài kệ thứ hai và thứ ba đó thì Phật lại nói rằng là cất ở dưới đáy giếng sâu thì cũng không có giữ được cái kho báu đó, mà của cải đó sẽ bị mất đi khi mà bị vua kết án, tức là bị tù tội, bị chế tài, thì hoặc là bị nợ nần thì cũng phải bị mất của, hoặc là bị cướp giam cầm thì cũng phải lấy cái của cải đó ra để mà chuộc mạng, hoặc là bị tai nạn, hoặc là bị mất mùa thì của cải đó cũng phải lấy ra mà dùng. Thì do đó là kho báu rồi cũng mất hết. Thì đến cái bài kệ số 4 thì Phật chỉ ra một cái sự thật là khi cất giấu tài của cải thì có khi là bị kẻ khác không biết giờ chỗ nên để mất, hoặc là có khi mình bệnh hoạn già cả rồi mình quên mất cái chỗ mình cất giấu đi, thì hoặc là có khi là bị rắn thần hoặc là thần linh lấy mất. Đến cái bài kệ số 5 thì Phật dạy rằng là cho dù có cất kỹ đến đâu thì đến khi mình chết đi rồi á thì cũng bị cái đám người thừa kế nó lấy mất, dù mình có chấp nhận hay là không chấp nhận. Và Phật dạy như sau: và khi phước đức tận, tất cả đều tiêu tan. Thì qua đây ta thấy là một người làm việc suốt đời tận tụy hy sinh để mà đạt được cái mục đích là kiếm tiền và tích trữ cái tài sản đó bằng mọi cái thủ đoạn, bằng mọi cái sự lường gạt, chèn ép, dẫm đạp, nhằm làm mọi cái điều nhằm hại người lợi mình, và cái hành trình đó thì tạo ra biết bao nhiêu là ác nghiệp mà không hề nghĩ đến cái việc tạo phước đức, thì cuối cùng thì cái khối tài sản đó cái người đó cũng không có hưởng được, và chỉ có phước thì mới giữ và hưởng được cái của cải mà thôi. Vâng, cảm ơn cô Huệ Phương Duyên, cô đã giải thích một cách rất là tóm tắt mà cũng thật là đầy đủ ý nghĩa của 5 câu kệ đầu. Kính thưa quý vị, nói gì nói vậy, người thế gian chúng ta ai mà không muốn có nhiều tiền, ai cũng thích có tiền nhiều, ai cũng muốn có một cuộc sống sung túc giàu sang. Vì muốn như thế cho nên chúng ta cả một cuộc đời cứ lo tạo dựng và giữ gìn, nhưng rồi có giữ được hay không? Trong cái kinh Phật dạy thì tài sản thế gian thì thường có 5 thứ lấy mất.
Thứ nhất thì chúng ta cũng biết rồi, nếu mà gom góp cả một cuộc đời mua được cái nhà, rồi mua cho lắm vào bàn ghế hay bức tranh thiệt là ưng ý, mà lửa bà hỏa tới viếng một cái thôi là tiêu tan. Rồi cái thứ hai là nước lụt cũng vậy, đồ đạc nó cũng sẽ bị hư hết, có khi tính mạng cũng giữ không được. Cái thứ ba là bị trộm cướp lấy mất, giàu có quá mà phô phang ra ngoài thì có trộm cướp nó rình rập, nó vào nó lấy mà nó thấy mình biết, nên nó có khi nó còn lấy luôn cả mạng của mình. Cái thứ ba tư là bị vua quan tịch thu, thì vua quan ở đây là đại diện cho những cái loại người mà nó có thế lực quyền lực, tại vì bây giờ vua quan không còn, nếu có còn thì cũng không có quyền nữa đâu. Nhưng mà những cái nước độc tài thì cũng còn hơn cả vua quan nữa. Họ mà đã muốn lấy tài sản của mình rồi, họ vu cho cái tội trốn thuế cũng là cũng mất ta tiền của thôi. Và thứ năm là cái chắc chắn sẽ bị, đó là bị con nó phá hoặc là nó giật mất. Thì chúng ta thấy phần lớn ai cũng ráng nuôi con, đẻ ra vài đứa con đổ mồ hôi sôi nước mắt lo cho nó. Rồi nó lớn lên, nếu mà nó thích thì nó đòi của tiền, không được thì nó dở đủ thứ mưu hèn kế bẩn ra để mà nó kia chiếm đoạt tài sản của cha mẹ. Chưa kể có nhiều người cưng chiều con quá cho nên nó lớn lên nó bài bạc, rồi nó mượn nợ và mượn nần, rồi người cha người mẹ cũng phải bỏ của ra để mà lo cho nó. Có khi cái thân của mình cũng bị mất mạng luôn, bởi vì cái đứa con nó cờ bạc cờ rượu chè. Cho nên tự trung lại chúng ta thấy là có hai trường hợp mà của cải chúng ta không thể nào giữ được suốt một đời. Thứ nhất đó là ngoại cảnh làm tiêu tan, mà thứ hai là bị thân nhân phá hoại. Cho nên Phật mới dạy là con người thường cứ si mê tạo của cải lo giữ gìn mà giữ không được. Trong khi đó cái chết thì nó nằm trước mặt, một cuộc đời sống chừng cao lắm 70 năm thôi, còn vài năm sau đó thì cũng đã bệnh hoạn nhiều lắm rồi, coi như sống cũng như không. Mà cứ lo giữ của cải trong khi cái chết thì trước mặt, đường đi thì mênh mênh mông mông, phước báu không có, không có cái gì đi theo hết, thì rất là đáng thương. Cho nên nếu chúng ta nghĩ mình là người khôn ngoan thì phải không những kiếm cách tạo của cải, nhưng mà phải làm sao mà tạo một cách khôn ngoan để có cái phước báu. Phước báu đó nó mới giúp chúng ta giữ được của và mang theo sau này. Quan viên muốn hỏi anh Minh Từ, anh có cái nhận xét gì về cái tính bỏn sẻn keo kiết của con người? Và theo anh nghĩ phần đông con người của mình tạo ra của cải và tiêu xài nó như thế nào? Ban sơ đó thì loài người chúng ta nó cũng ai cũng có hướng tâm để mà giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau mà không có cần đến sự báo đáp, nhưng mà cũng chẳng từng nghĩ đến cái chuyện mà phải giấu giếm của cải. Nhưng mà theo thời gian rồi đó thì vì cái tính chiếm hữu, chúng ta muốn mình còn tồn tại và cũng để cho thể hiện cái sức mạnh, nên mà ai mà có cái kho báu to lớn đó, thì chứng tỏ là mình có sức mạnh hùng mạnh. Rồi thì người ta sanh tâm bỏn sẻn keo kiết với nhau, với người thì cũng là chuyện thường tình, vì tất cả cái lý được viện dẫn. Nhưng mà keo kiết bỏn sẻn với chính mình thì lại thật là đáng thương. Thì có hai cái hạng người là hạng người dễ thương và hạng người đáng thương. Thì người đáng thương đó là không biết thương lấy chính mình, và vì do không biết đi sai đường, hiểu sai đường cho nên là đi sai lối. Vì cái đặt giá trị của cuộc sống đó, theo cái tiêu chuẩn của tam độc mà quên đi cái lõi cây, cho nên là khi mà có được gia tài kết xù thì thì không dám chi tiêu cho mình, không dám chi tiêu cho gia quyến, thì nói chi đến cái chuyện cho người ngoài mà người nghèo nữa. Thì tất cả chúng ta có mấy ai mà chẳng không có là đang không có keo kiết. Nhưng mà biết keo kiết cho mình và nhất là keo kiết dùng cho người thì cũng xứng đáng lắm. Thì người giàu có keo kiết thì lo sợ không ai thừa kế, nhưng mà người có dòng tộc á, thì lại cũng chẳng khác gì. Thì người giàu cũng keo kiết thời giờ, keo kiết tư duy. Thì phổ biến thì như người có được của cải rồi đó thì cũng không dám phân phát, không ban bố thí, và ngay cả cái ăn cái mặc của mình cũng giấu giếm che đậy. Thì lúc thường ngày đó thì lo sợ trộm cướp, khi mà hoàn cảnh thay đổi đó thì lại sợ của này tất nhiên sẽ bị trưng thu, rồi chính quyền thì cũng cướp hết gia tài mà mang đi, mà lúc mà vượt biển đó thì cũng bị chìm sâu. Nhưng mà hiện nay bây giờ ở đây thì cũng vẫn vậy.
chỉ có hào phóng để đánh đổi danh tiếng hoặc là phung phí cho cái việc luyến ái, ăn uống, trang sức, các thứ dục lạc. Họ chỉ thích được ca tụng, tung hô, họ trang phục thật là kiêu sa, đi xe thì thật đắt tiền nhưng mà không dám ban phát gì cho ai cả. Họ lại quên không keo kiết thời giờ để chăm sóc cho cái tâm linh, không biết mài dũa cái viên ngọc quý của mình đang có. Thì do công sức khó nhọc mà mới có được cái của cải vật chất nên con người muốn ôm giữ, cất cho kỹ. Vì quan trọng hơn là vì cái tâm ý tham lam mà không ai muốn cho đi. Thì keo kiết vì dành dụm cho mọi người, ban phát đúng thời kịp lúc thì đó lại là lòng rộng lượng. Keo kiết mà biết quản lý không để thất thoát mới là khôn khéo. Cúng dường người tu hành đã là tạo ra cái công đức phước nghiệp để sinh vào nơi thiên đàng. Trái với cái keo kiết mà thủ đắc là chỉ để cho mình thôi thì đây là không biết dâng hiến, không biết cúng dường mà lại tích lũy và một cái kho báu không có đúng chỗ. Thì vì vậy keo kiết mà cũng cần phải biết ứng dụng cho thích hợp. Cái kiểu keo kiết mà ứng dụng cho thích hợp của anh Minh Từ thì chắc anh đang muốn nói về cái tính tiết kiệm. Mà thật có nhiều người có cái tâm rất là tốt, chi tiêu cho họ họ rất là tiếc, nhưng mà xả ra cho người khác họ không có tiếc đâu thưa quý vị. Ở chùa này Quang Viên cũng thấy có một số vị như vậy, cũng như có cô Hiền Lương. Cô cũng, tuy là cô cũng có xài cho mình, nhưng mà cuối đời cô vẫn cho hết tất cả vào cúng dường vào chùa để xây cái nơi mà tạo dựng chánh pháp. Thì thật là đã hết sức đáng kính phục cái tấm lòng của cô. Ông bà mình có cái câu là còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Cho nên ai cũng nói đồng tiền là bạc bẽo. Người Việt Nam mình hay giỡn giỡn nói là tiền bạc. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ xem, đồng tiền nó bạc bẽo hay tấm lòng con người nó bạc bẽo? Chắc chắn là lòng người rồi. Phần nhiều chúng ta rất là đáng thương, cố sống cố chết tạo dựng của cải, xong xuôi rồi khổ, có tiền cũng khổ mà không có tiền cũng khổ. Tại có tiền không biết giữ để đâu, cho ai, cho nó xứng đáng. Quan Viên có một bà chị họ, bà lấy một người chồng làm ăn cũng có tiền lắm, và mua cho chị cũng rất là nhiều nữ trang. Có một lần quan viên tới thăm chị ở tiểu bang khác, chị cũng có cho quan viên xem cái tủ nữ trang của chị, thật là sáng mắt sáng lòng. Thế nhưng rồi sau đó chị mới gọi quan viên, chị nói rằng là chị có hai thằng con trai, không biết sau này số nữ trang này chị sẽ cho đứa nào, bởi vì thế nào cho nó rồi nó cũng cho lại con vợ của nó. Rồi nếu con vợ nó ly dị thì con vợ nó lại giữ mất nữ trang của chị. Thế là bây giờ quan viên nghĩ là chắc chị rất là khổ, bởi không biết cái đống nữ trang quý giá này sẽ đi về đâu. Cho nên đồng tiền làm ra thì khổ, rồi con người keo kiết cho nên không biết tạo phước báu. Mà không ai nghĩ rằng khi chết chẳng có của cải hay con cháu nào nó đi theo để nó lo thương mình, nó giúp mình hết. Cho nên chúng ta cố gắng nên tạo phước báu là hơn. Chúng ta quán tưởng một chút về cuộc đời thấy sẽ thấy như thế này. Nếu mà thiếu phước, chúng ta sẽ không bao giờ có được cái gì. Không có được sức khỏe, không có được sắc tướng, không có được tiền bạc. Có rồi nó cũng đội nón mà nó đi. Chỉ khi mà chúng ta có phước thì chúng ta có sức khỏe, chúng ta có sắc đẹp. Của cải làm ra chúng ta giữ được. Và nhờ cái của cải đó chúng ta tạo thêm được nhiều phước. Và khi chúng ta chết, chúng ta mang theo được rất là nhiều tư lương thiện lành. Cho nên chúng ta phải cố gắng học giáo lý mà Phật dạy, tập buông xả để tạo phước, đừng có khăng khăng giữ để việc tiếc của nữa. Quan Viên muốn nhờ cô Lệ Đạo giải thích dùm các câu kệ từ số 6 đến số 9 trong kinh Bảo Tàng. Đúng như lời Quan Viên nói, tức là nếu mà chúng ta không có phước đó, thì mình sẽ không giữ được của báo. Cho nên trong câu kệ từ số 6 đến số 9 thì có nội dung về lời Phật dạy là chúng ta làm sao cho có công đức và cách khéo để dành kho báu công đức đó cho nó không bị tiêu mất và nó còn theo ta mãi mãi. Sau khi Đức Phật khẳng định rằng vàng bạc châu báu trên thế gian dù có chôn giấu kỹ lưỡng dưới đáy hầm sâu nó vẫn bị mất, giống như là hồi nãy chị Huệ Phương Duyên và Quan Viên đã trình bày, thì cái tài sản của chúng ta đó, Đức Phật đã nói là nó thuộc về năm nhà,
Và nếu mà chúng mình không có phước thì không có giữ được. Do đó, người có học Phật thì phải biết cách làm sao mà khéo tạo phước đức và để dành cái phước đức đó. Đó là chúng ta phải sống chánh mạng, làm của cải ra được với một cách chân chánh. Sau khi bố thí thanh tịnh, giữ giới, tu tập thiền định và học tập để làm tăng trưởng trí tuệ, thì bốn hạnh tu này đó là những kho báu công đức. Khi có của cải, có phước báo rồi thì phải biết làm sao để giữ gìn nó cho an toàn. Đó là ngoài việc chi xài cho bản thân, thì chúng ta phải dùng cái tài sản đó để thanh tịnh bố thí, để nó hỗ trợ cho cái đường tu của mình. Rồi còn phải biết đem những cái của báo đó để cúng dường, để xây dựng chùa tháp, để chăm lo đời sống cho chư tăng. Rồi còn phải giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những lữ khách, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh em ruột thịt, rồi bè bạn khi mà họ gặp khốn khó. Thì đó là cái cách chúng ta biết giữ kho báu an toàn nhất. Với ý nghĩa kho báu là những cái việc làm tạo nên công đức như trên, thì chúng ta đã khéo giữ tài sản của mình. Khi chúng ta chết, tất cả của cải vật chất ở trên thế gian chúng ta có được, nó sẽ rời xa chúng ta. Và chỉ có nghiệp chúng ta đi theo bên mình thôi. Thì những cái việc thiện lành mà chúng ta đã tạo ra đó, nó là cái kho báu công đức, nó sẽ theo ta mãi mãi và không rời xa chúng ta, mà không ai cướp lấy được hết. Trong bài kệ số 9 thì Đức Thế Tôn một lần nữa khẳng định là phước đức này không ai chia sẻ được, trộm cướp cũng không có thể xâm lấn và lấy mất đi được. Kho báu công đức sẽ theo ta sang đời khác. Trong hiện tại, nếu mà chúng ta làm những công đức đó thì hiện tại cái cuộc sống chúng ta được an ổn. Và nếu chúng ta mất thì đời sau những cái quả phước thiện lành mà chúng ta đã gieo nó sẽ trổ quả. Là người học giáo pháp của Như Lai thì chúng ta phải hành trì lời Phật dạy với tâm tín thành, nghĩa là chúng ta phải đem những cái điều mà mình đã học được đó áp dụng vào trong đời sống. Chúng ta phải biết thanh tịnh bố thí, tại vì điều này sẽ tạo ra phước đức và hỗ trợ chúng ta trên đường tu. Biết sống khép mình ở trong giới luật mà Như Lai đã dạy, vì khi sống khép mình như vậy đó, chúng ta sẽ tránh được những ác pháp, sẽ không có theo những cái dục vọng buông lung, không có chạy theo vọng trần, không có phóng dật, mà lại chúng ta phải thực tập những cái công phu thiền định, hoặc là chúng ta học giáo pháp để làm tăng trưởng trí tuệ của mình. Rồi chúng ta còn phải học hỏi, tư duy những cái lời Phật dạy nữa. Thì như vậy là chúng ta đã làm thêm, giàu thêm cho cái kho báu công đức của mình, và nó hỗ trợ cho cuộc sống của mình ở hiện tại cũng như ở vị lai. Vâng, cảm ơn cô Lệ Đạo. Thì kính thưa quý vị, một người mà thật tâm tu tập sẽ tự tạo cho mình hai cái loại tài sản. Đó là cái tài sản của nội tâm và cái tài sản do giúp người mà có được. Thì tài sản nội tâm là do chính cái sự tu tập. Khi chúng ta hiểu Phật Pháp rồi chúng ta tu tập, khi tu tập chúng ta có công đức, thì công đức đó chính là cái của cải, cái tài sản của mình. Mà của cải này không bao giờ có ai lấy được cả. Rồi chúng ta tu, cho nên chúng ta thấy là tu là đã tạo cái công đức, cái của cải cho mình. Chứ không phải tu để mà cầu xin ông Phật, ông thương tưởng cho cái này, cho cái kia. Thì là như vậy. Còn trong việc tu tập thì chúng ta phải có cái tâm từ bi nữa. Không phải nói như anh Minh Từ hồi nãy là cứ thấy ai dễ thương mình mới thương, còn ai dễ ghét thì mình ghét. Thì cái đó không phải là người tu thật sự. Mà thật ra cái người dễ thương chắc gì người ta đã dễ thương, phải không thưa quý vị? Nói ngọt ngào, nhưng mà thật ra nhìn kỹ thử họ có làm cái gì cho ai chưa? Nhiều khi họ chỉ moi móc, nói ngọt để moi móc của người khác thôi, chứ họ chưa có hề đưa ra một cái gì. Thì như vậy có phải là dễ thương hay không? Còn có nhiều cha mẹ cứ lo cho những đứa con miệng lưỡi ngọt ngào, mà bỏ bê những đứa con mà họ bảo là hung dữ. Nhưng rồi tới khi của cải khánh tận, hoặc là bị cái thân bị bệnh hoạn nặng nề, có khi rất là nhiều người phải dựa vào, sống dựa vào cái đứa con hung dữ kia. Mà thật ra nó có hung dữ gì đâu, nó đang nói sự thật. Mà sự thật thì nó hay mất lòng.
Còn cái công đức thứ hai mà cái người tu tập làm được đó, đó là cái bố thí giúp đỡ cúng dường. Thì cái việc mà bố thí cúng dường như Đức Phật dạy này có chia làm ba loại, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Thì cái đó chúng ta tự tìm hiểu lấy. Nói về tài thí cũng vui lắm, có người cũng chắc lưỡi nói với quan viên, người bà con nói chị mà có tiền chị mới cho người ta được, chứ bây giờ nếu mà em cho chị tiền thì chị mới bố thí được. Cái quan viên mới nói rằng chị ăn ba chén cơm mà chị thật sự muốn giúp ai thì chị ăn hai chén thôi, còn lại một chén chị cho người ta, làm sao mà lại không bố thí được. Chứ mình muốn bố thí mà mình bắt người ta nhịn ăn để mà mình bố thí thì nghe không có ổn. Cho nên phước báu mà chúng ta mà biết cách tạo thì càng ngày nó càng sinh sôi nảy nở. Và chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải cố gắng gây tạo thêm công đức. Theo ý của cô Huệ Phương Duyên, cô có nhận xét gì, cũng có nhiều người bước vào đạo, họ cũng hiểu về phước báu, nhưng mà vì cái tính sang lẫn, tham keo kiết, cho nên họ làm ảnh hưởng đến đường tu như thế nào? Cô có cho ví dụ và bài học nào là rút ra được hay không? Là một Phật tử đã bước vào đạo thì đã hiểu được cái giáo lý của Phật dạy, đã hiểu được cái lý nhân quả rồi, mà do chưa thật sự đem cái giáo lý đó áp dụng vào trong cái đời sống, cho nên là chúng ta không có chánh kiến trong cái bước đường tu tập. Phật tử chúng ta không ít người đã để cho cái tâm tính sang lẫn chế ngự mình, dẫn đến những cái hành động tham công tiếc việc ở nhà, tranh thủ làm việc ở nhà hơn là tranh thủ đi chùa để mà tu học. Chúng ta sẵn sàng bỏ ra rất là nhiều thời gian công sức để tìm một cái món đồ mà vợ chồng con cháu của mình nó thích để mà làm cái quà tặng nhân cái dịp mà sinh nhật, và bỏ ra, có người cũng bỏ ra rất là nhiều thời gian đi tìm mua những cái món đồ ngon nhất để mà nấu những cái món đặc biệt nhất vào cho gia đình vào cái ngày cuối tuần. Và chứ chúng ta không có nghĩ đến cái việc là phải bỏ cái thời gian đó để mà đi học Phật Pháp. Thì cũng có những người có những cái lý do rất là vu vơ, thí dụ như là đồ chưa giặt, nhà chưa quét, trời mưa, trời nắng, trời gió, vân vân, mà lãng tránh một cái buổi làm công quả hoặc là một cái buổi pháp hội mang nhiều lợi lạc lợi ích cho cái đời sống tâm linh của mình. Đó là một cái thực tế mà mỗi chúng ta cần phải thường xuyên soi rọi lại cái tâm mình. Học đạo mà không thật hiểu đạo, không đem đạo pháp vào cái đời sống thì cũng bằng như là vô minh, không dẫn đến cái con đường giác ngộ giải thoát được. Chúng ta cần có chánh kiến trong cái hành trình tu tập. Chúng ta phải từng ngày từng giờ tập buông xả cái tâm ái nhiễm dính mắc từ sắc dục, tiền tài, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ. Chúng ta thử quán chiếu trong một ngày, trong suốt một ngày, thì chúng ta sẽ thấy là mình làm toàn là những cái điều mà từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã đeo đuổi, chúng ta đã lặp đi lặp lại không biết là bao nhiêu lần, mà vì tham sân si mà chúng ta tạo ra bao cái điều ác nghiệp, và chúng ta quanh quẩn mãi trong cái sanh tử luân hồi, chịu biết bao nhiêu là cái sầu bi khổ não. Trên con đường sanh tử dài lâu á, thì chúng ta sống không có tạo phước thì cũng giống như là một cái người đi đường xa mệt nhọc mà không có tư lương. Trong cái kinh Pháp Cú câu 237 Phật phẩm cấu uế, Phật đã dạy như sau: đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Thì người không có phước báu thì cũng giống như là cái giếng cạn nước, khi mà múc lên thì toàn là cạn cấu khác nhưng mà không có uống được. Còn người có đầy đủ phước báu thì như là múc nước từ cái giếng đầy nước, uống vào thì luôn luôn mát rượi ngọt ngào. Thì từ nhận thức như vậy thì chúng ta phải biết dành ưu tiên cho cái việc học hỏi Phật Pháp, để biết cái đường mà tu tập, biết dành thời gian, tiền bạc, công sức để mà tạo thêm nhiều cái nghiệp phước, tạo nhiều công đức để làm cái hành trang cho mình, và hồi hướng tất cả những cái công đức đó cho cái đạo vô thượng, Bồ Đề, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Đó là cái kho báu bền vững, ngày càng được vun bồi, mãi mãi đi theo chúng ta, không bao giờ bị sợ bị mất. Vâng, cảm ơn cô Huệ Phương Duyên. Kính thưa quý vị, chúng ta sống ở đời cứ nghĩ rằng chúng ta hơn thua nhau là cái sắc diện, cái sức khỏe, cái tiền của và cái địa vị. Nhưng đó chỉ là những cái biểu hiện thô bên ngoài. Thật ra chúng ta hơn thua nhau là ở cái phước đó, kính thưa quý vị.
Người mà có thiện căn thì sẽ hiểu rằng những thứ mà bản thân mình đang nắm giữ như là sắc đẹp, sức khỏe, tiền bạc và địa vị đều là do cái phước báu đã tạo dựng từ kiếp trước. Người nào đã có được những thứ đó mà còn hiểu rõ nhân quả thì người đó thiện căn rất là sâu dày và chắc chắn họ sẽ kiếm cách họ tạo phước nhiều hơn nữa. Còn cái người đang hưởng phước mà không có hiểu, mà họ không chịu tạo thêm phước, họ chỉ lo bám giữ lấy cái sắc đẹp, cái của cải và địa vị thì thế nào họ cũng sẽ bị mất trắng. Mất trắng cái lúc mà họ xuôi tay nhắm mắt và đời của họ sẽ bị đọa lạc mà thôi. Cho nên khi có phước đỡ cho chúng ta rất là nhiều mỗi khi mà nghiệp xấu nó đi tới. Thì hiện tại chúng ta cũng thấy thế giới rất là xáo trộn. Môi trường thì bị con người phá hoại, cho bây giờ môi trường cũng quay lại nó phá hoại cái mạng của con người, như là thiên tai lũ lụt rất là nhiều, cũng như là vì phước hết cho nên dịch bệnh nó hoành hành, giết người chết không biết bao nhiêu mà kể, rồi chưa kể là những cái chế độ độc tài thì nó thi nhau nó vơ vét. Điển hình là ở Việt Nam đó, nó đâu có coi cái mạng sống con người ra cái gì. Cho nên Phật dạy là tài sản khiến kẻ ngu quên đường về giác ngộ. Vì thế nếu mà chúng ta đã có phước, có được cái thân làm người, có trọn vẹn tứ chi, có đầy đủ sáu giác quan, thì chúng ta cố gắng ngoại trừ lo cái việc riêng của mình thì cũng phải đi học Phật Pháp, và nhất là phải biết thực hành giáo lý Phật để mà tạo cái của cải phước đức cho mình. Rồi từ đó mới biết tu tập bố thí cúng dường, chứ đừng chỉ biết hưởng xong rồi bỏ trôi ngang đó, cuộc đời đọa lạc rất là uổng phí. Quan viên xin nhờ anh Minh Từ giải thích dùm các câu kệ từ số 10 cho đến 13 trong kinh Bảo Tàng. Bài kệ số 10 đó thì có 6 câu nói về một cái kho báu to lớn vô giá, không kể đếm về số và lượng, thì khiến cho trời và người đều ai cũng có đều mong muốn để mà đạt tới. Nhưng mà gia sản quý giá này đó là chỉ đến với những ai mà biết tu tập, tích lũy công đức mà thôi. Thì ai có đủ phước và nghiệp đó thì cũng sẽ thọ nhận không có sai trái. Công đức phước nghiệp không phải là những vật chất tích lũy mà có. Công đức biểu lộ khi mà lợi ích cho đời này, đời sau và nhiều đời. Thì đây là cái công phu tu học và cũng là cái hành trì tỉnh lự để dứt sạch phiền não, đoạn tận khổ đau. Là ngôi cao chánh đẳng giác, là niết bàn. Thì bài kệ số 11 đó có ý nói nhờ có phước nhiều mà chúng sanh sở hữu được cái vẻ đẹp mà hoàn hảo về của gia dáng thanh sắc, cộng với cái địa vị thật cao, lại có uy quyền, có kẻ hầu hạ ở nơi cõi trời. Thì vẻ đẹp này trong sạch thanh khiết, có hào quang tự nhiên, không phải là từ của kim cương, vàng ngọc, mỹ phẩm, vân vân. Ngôi bậc này thì do chính các nhân phước và nghiệp đã gieo mới có được. Thì người mà có biết quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, tôn kính đạo sư, sống tận tâm với gia đình, biết thương yêu nhớ thân quyến, thường hoan hỷ bố thí, tất cả dân này là do tích lũy phước đức. Bài kệ số 12 thì cho biết cái ngôi đế vương một cõi là chỉ về cái ngôi vua ở cõi trời, sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có được cái thần lực và oai lực. Thiên đường là nơi chốn mà bất cứ chúng sanh nào có tu tập tham thiền, biết làm lành lánh dữ, có trì giới đều có thể hóa sanh để thọ nhận cái quả phước mình đã gieo, chứ chẳng có ai mời. Chốn này cũng chính là cái nơi mà an lạc tạm thời cho bất cứ ai phát tâm ban đầu chốn này, để rồi tiếp tục tinh tấn đi đến giải thoát rốt ráo. Đã là phước quả thì nhờ biết tạo công đức, nên người người có tu tập với đủ tính thí giới thì đều có thể về đến đây. Có tất cả là 28 loại trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới để mà mình chọn lựa. Nhưng mà người tu trì tinh tấn rốt ráo và tinh cần không mệt mỏi thì lại luôn hướng về một cái cõi cực lạc, chốn tĩnh lặng cao tột. Đại ý của bài kệ số 13 dẫn dắt người tu tiến xa hơn, vượt trên hơn cả cái thiên đường. Thì vì nơi này chỉ là tạm dừng chân của Bồ Tát, mà nếu mà mệt mỏi nhưng mà chưa phải như cái tâm nguyện Bồ Đề mình đã phát khởi ban đầu. Nơi tịch diệt tối thắng là nơi sạch phi thường, đẹp phi thường, tốt phi thường, thanh tịnh phi thường. Là khi mà mọi việc đã làm xong
thì phạm hạnh đã dứt, không còn trở lại cái đời này nữa. Những vẻ đẹp tối thắng mà tầm thường của loài người thì dù có cũng bỏ lại, đó là cái vẻ đẹp của diêm dúa, của ngũ dục do tham ái, sân hận và si mê dẫn dắt. Những cái thú vui tiên cảnh, mọi cái hoang lạc ở của cõi trời, tuy là có quả, đó là quả phước, nhưng mà chẳng vì thế mà dừng lại. Tất nhiên phước thì cũng đã thù thắng hơn là cái loài người, nhưng mà tiên nhân thì cũng chưa dứt hẳn hết các ái nhiễm, vẫn còn là vô thường. Vâng, anh Minh Từ nói rất là hay cái chỗ là thiên đường là cái cõi dành cho người có tu tập, có phước đức, ai cũng đều được tới và có quyền chọn lựa, chứ không phải là do một ai đó ban phát cho chúng ta. Thì chúng ta thấy ngay cái cõi nhân và cõi thiên, ai có phước cũng đều có cái tướng đẹp, có trí óc sáng láng hơn hẳn cái người thiếu phước hơn. Phật cũng kể cho chúng ta nghe rất là nhiều câu chuyện về cái chuyện mà làm phước dù rất là nhỏ, nhưng mà cái tâm mà rộng lớn thì phước báu cũng tràn trề. Thì chúng ta đừng có nên chờ, đừng có chờ bất cứ cái gì rồi mới làm phước, nên như vậy chúng ta sẽ uổng phí cái cơ hội được làm phước, tự tạo phước báu. Một cái người mà có lòng thành mà tâm tốt thì làm cái gì cũng có phước, như quan viên đã nãy đã có đề cập. Mà khổ một nỗi công đức, cái của cải mà công đức ít có ai thấy, cho nên phần đông chúng ta cứ chạy theo cái tài sản của cải nó lộ bên ngoài, mà chúng ta chối bỏ quên đi cái của cải công đức nó nằm bên trong. Cái điều đó nó rất là đáng thương. Người tu của chúng ta phải thấy được cái gì thật để mà cố gắng tận sức mà làm, còn cái gì là giả tạm thì thôi bỏ qua, đừng có chú ý tới nó nhiều nữa. Người đi chùa thì chúng ta thấy cứ xin nhiều hơn là chịu tu, chịu bố thí cúng dường, mà có ai mà cho mình đâu. Còn có chỗ nào mà xin được một cái gì đó là về khoe, ôi cái chùa đó, cái miễu đó linh quá, thế là cứ ùn ùn nhau mà đi. Nhưng mà thật ra xin được cái gì đó cũng do cái phước của mình, tự nhiên tới ngày đó nó trổ hoa kết quả mà chúng ta xin được thôi. Cũng là cái phước của chúng ta, nó cho chúng ta. Tới khi nào mà nó hết phước rồi thì cái chỗ đó nó không còn linh nữa. Kính thưa quý vị, quan viên muốn nhờ cô Lệ Đạo hãy giải thích dùm các câu kệ từ số 14 đến 16 của Kinh Bảo Tàng. Nội dung của ba bài kệ cuối cùng cho chúng ta thấy rằng ngoài phước báo nhân thiên, người có kho báo phước nghiệp công đức, họ còn tiến tu hơn nữa để đạt minh trí giải thoát. Thì sau một quá trình tu tập chân chánh không ngừng nghỉ, giờ đây người đó đã gặt hái được sự chứng đắc và sự tối thắng nhờ như nương tựa vào giáo lý của Phật dạy. Rồi giáo lý này đã được các bậc thiện tri thức, người có đời sống tu hành phạm hạnh tuyên thuyết, thì đó là đạt tối thắng bằng hữu. Và nhờ hành trì một cách tinh tấn đúng theo lời Phật dạy, hành giả tu tập chân chánh đạt minh trí giải thoát. Đó là tam minh, là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Và trí là tứ trí, là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Còn nói về tiến hơn nữa thì hành giả sẽ đạt tứ vô ngại giải đạo và tám cấp độ giải thoát. Thì tứ vô ngại giải đó là khả năng thông suốt về bốn vấn đề, đó là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và biện tài vô ngại. Còn tám cấp độ giải thoát là tám giải thoát mà theo sách Tập Dị Môn Luận có nói rằng: thứ nhất là có sắc quán các sắc, thứ hai là bên trong không sắc tưởng, quán các sắc bên ngoài, thứ ba là tịnh giải thoát, thân tác chứng, thứ tư là vượt tất cả tưởng, diệt tưởng hữu đối, nhập an trụ không vô biên, thứ năm vượt không vô biên, thành tựu nhập an trụ thức vô biên, thứ sáu là vượt thức vô biên, nhập thành tựu an trụ vô sở hữu xứ, thứ bảy là vượt tất cả vô sở hữu xứ, nhập thành tựu an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ, và thứ tám là vượt phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập tưởng diệt thọ thân tác chứng thành tựu và an trú. Đó là viên mãn của trí thanh văn.
Chúng ta thấy là nhờ phước nghiệp công đức, hành giả có thể tinh tấn, chuyên tâm đạt cả hai cảnh giác ngộ, đó là độc giác và chánh đẳng giác. Độc giác tức là trạng thái tự mình chứng ngộ mà đạt được, còn chánh đẳng giác tức là toàn giác, là sự giác ngộ hoàn toàn. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Đức Phật Bổn Sư của chúng ta là bậc chánh đẳng giác, tức là bậc tối thượng trên tất cả các chúng sanh. Với phước báo công đức thù thắng như vậy, người trí đã tinh cần tích lũy cái kho tàng công đức hỗ trợ cho sự nghiệp giải thoát sinh tử. Chúng ta biết bản chất của cuộc sống nó là vô thường, khổ vô ngã, thì cho nên chỉ có sự tu tập chân chính đưa đến giải thoát mới là điều tối cần thiết. Do đó chúng ta phải biết bố thí, sống khép mình ở trong giới luật để tránh tạo những cái ác pháp. Đồng thời chúng ta phải hành trì, phải tu học, tư duy là Phật dạy để cho có trí tuệ, rồi phải công phu tu tập thiền định để đưa về nhất tâm. Thì đó là cách tạo cho mình có một cái kho tàng công đức, một cái kho tàng mà không có thế lực nào có thể xâm phạm, và nó sẽ theo ta mãi mãi cho đến khi giải thoát nếu chúng ta biết bồi đắp nó. Nghe cô Lệ Đạo giải thích về 8 giải thoát mà nếu chưa học qua giáo lý Phật là hai lỗ tai nó lùng bùng ngay lập tức. Rất là cảm ơn cô Lệ Đạo đã giảng kinh rất là hay. Kính thưa quý vị, thực ra khi chúng ta học giáo lý, học những lời Phật dạy, đó là cái của cải trí tuệ, nó theo chúng ta nhiều đời nhiều kiếp lắm, nó không có mất được đâu. Chứ những cái kiến thức thế gian khi chúng ta chết là nó mất liền. Nhiều khi chúng ta chưa cần chết nữa mà tới chừng 60-70 tuổi là chúng ta bị lẫn, chúng ta quên hết. Nhưng mà kiến thức Phật Pháp không bao giờ mất. Thì theo những lời góp ý của quý vị hồi nãy đến giờ, Quang Viên có thể tạm rút ra một số kết luận và cũng là bài học cho chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đó là chúng ta thấy của cải là cái cũng khó kiếm lắm, nhưng mà lại vô cùng dễ mất. Và nó lại là cái căn nguyên mang lại cái khổ não, phiền khổ sở cho chúng ta. Còn trong cuộc sống thì nó luôn ẩn chứa cái luật nhân quả. Tiền bạc, giàu có, may mắn, phước tướng, sắc đẹp, địa vị, tất cả đều là do cái phước và do cái luật nhân quả nó chi phối. Thì luật nhân quả chi phối chúng ta cũng thấy rồi, nói nôm na thì là làm phước thì sẽ được phước. Cho nên Phật dạy có nhiều phương cách để giúp cho chúng ta tạo cái của cải phước đức, và chúng ta có thể giữ được cái của cải hiện tại và thăng hoa giải thoát trong tương lai. Quang Viên xin tạm đọc ra một số điều như thế này. Thứ nhất là chúng ta bố thí. Thứ hai là giữ giới. Thứ ba là hoan hỷ với thiện nghiệp mà người khác đã tạo ra. Thứ tư là hồi hướng phước báu mỗi khi chúng ta làm thiện. Thứ năm, chúng ta phải thường xuyên đọc kinh, nghe pháp và thiền tập. Và thứ sáu, tham gia vào hoằng pháp lợi sinh. Rất là cảm ơn quý vị đã chuẩn bị bài để làm cho buổi thảo luận ngày hôm nay thật là hay. Quang Viên xin được cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi buổi thảo luận này. Quý vị có lời góp ý nào, mời quý vị email về thaoluanphatpap@gmail.com. Bây giờ Quang Viên xin phép được thay mặt quý vị học viên đang hiện diện nơi đây gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm luôn luôn được an lạc, luôn luôn tạo được nhiều phước báu. Trân trọng và kính chào quý vị. Đắm say dòng tham ái là căn nguyên sinh cơ luân hồi, muốn lên bờ tịch xứ bát chánh đạo đi từng bước thành thơ, lạy đấng minh hạnh tu.